Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Nguyễn Thi đây. Thì hôm nay sẽ là một chủ đề mà trước giờ mình chưa từng làm bao giờ, nên là có thiếu sót gì mọi người bỏ qua cho mình nha. Đó chính là skincare buổi tối. Và bây giờ thì mình buộc tóc lên và bắt đầu thôi. Và khi mà mình buộc tóc xong rồi thì mình sẽ dùng cái băng đô con gấu này để xước cái mái của mình lên. Và mọi người ai có cái mái thì cũng nên xước cái mái lên trước khi skincare nhé. Và khi mà mọi người xước cái mái lên rồi thì mình sẽ bắt đầu tẩy trang nhé. Mọi người nghĩ cái bước này nó không cần, nhưng mà thật ra là rất cần luôn nha mọi người. Cho dù là từ sáng tới chiều mọi người không có make up, không có làm cái gì trên khuôn mặt mình, nhưng mà vẫn phải tẩy trang nha mọi người. Mọi người nhìn nè, mình tẩy trang xong rồi cái mặt mình nó đúng dơ luôn á. Mặc dù là sáng giờ mình chỉ ở nhà thôi và không làm bất cứ cái gì hết và không xức cái gì lên mặt mình, nhưng mà nó vẫn dơ như vậy đó. Nên là phải tẩy trang nha mọi người. Và khi mà mọi người đã tẩy trang xong rồi thì cứ mạnh dạn tạt nước làm ướt khuôn mặt của mình để chuẩn bị vào bước thứ hai nhé mọi người. Và nếu như mà mọi người ai mà bận áo tay dài như mình thì mình sẽ bày cho mọi người cái cách này nè, là lấy hai cái cọng thun xong rồi mình sẽ buộc ngay cái tay áo đó giống như mình vậy nè. Đó, mọi người có thấy mình mạnh mẽ không? Đó, mọi người ngựa mặc áo tay dài chi người giờ nó như vậy đó. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng sữa rửa mặt của Innisfree, và mọi người sẽ lấy ra một lượng sữa rửa mặt bằng hạt bắp, bằng hạt đậu, bằng hạt gì mọi người thích cũng được, và chi ra cho nó có bọt và chà lên cái mặt của các bạn, và chi cho nó đều ra, và xoa cho nó sạch. À, với cả mình chỉ mọi người rửa mặt nó tròn vậy này cho nó đỡ lão hóa với cả chảy xệ da. Mà mình nghĩ là ai cũng rửa cách này thì không rửa bằng cách này chứ rửa bằng cách nào, đúng không? Nên là mọi người cứ bỏ qua cái lời xàm xí của mình và cứ tạt nước cho nó sạch cái bọt ở trên mặt đi nha mọi người. Và tiếp theo là một bước để kéo dài cái clip này, cũng như là cái bước mà mọi người phải làm 1-2 lần một tuần, đó chính là tẩy tế bào chết đó mọi người. Nếu như mà skincare mà không tẩy tế bào chết thì cũng như ăn bún đậu mà không có mắm tôm vậy đó, nên là hãy thường xuyên tẩy tế bào chết nhé. Thì các bước tẩy tế bào chết này cũng như cái cách rửa mặt của mọi người thôi, thì cũng chà vậy đó. Nhưng mà mọi người hãy chú ý cái phần mũi nhiều hơn, tại vì nó sẽ đánh bay những cái mụn đầu đen, mụn gì đó ở mũi. Và ngoài ra còn loại bỏ các tế bào da chết trên da nữa, nên đừng ngại mà chà nhé mọi người ơi. Và đừng quên những vùng khác nữa nhé, ví dụ như má hay chán hay các kiểu, đừng chú ý vào mũi không nhé. Xong rồi thì vẫn là khâu tạt nước lên mặt để làm sạch nha. Và khi đã ok la tất cả các bước này rồi thì mọi người sẽ lấy cái khăn mặt của mình để lau tay, chỉ lau tay thôi nha mọi người. Và lát nữa mình sẽ nói tại sao cái khăn mặt này chỉ lau tay thôi và phải dùng cái bông tẩy trang để lau mặt của mình. Mình đã ra ngoài rồi đây. Đây là chị hai mình. Có thấy chị hai mình không? Thì mọi người chỉ được dùng cái khăn ở trong kia để lau tay thôi, còn lau mặt thì mọi người phải dùng bông tẩy trang, tại vì ở trong khăn tắm của mình đó, hay là khăn lau mặt cũng vậy. Nói chung là mấy cái khăn mà lông lông á mọi người, nó có rất là nhiều vi khuẩn. Cho dù mọi người ở sạch sẽ cỡ nào thì nó cũng vẫn sẽ có vi khuẩn một lượng nào đó. Nên là vẫn nên dùng cho mặt thì vẫn nên dùng cái bông tẩy trang này nha mọi người. Dùng xong rồi dùng luôn, nó sẽ an toàn hơn và nó cũng sẽ sạch sẽ hơn nữa. Ok. À, mình quên tẩy cái màu chết môi rồi mọi người. Oh my god, bây giờ mình có 5 tẩy không nhỉ? Mình lùi vô trong kia quá. Mình có thể lấy cái này xong rồi mình lau được không ta? Nó cũng được. Còn bây giờ thì mình tẩy tế bào chết môi thôi. Thế mình tẩy ở đây luôn, mình lùi đi vô kia quá. Mình xét mái lại nữa. Rất chi là lười. Úi giời ơi. Ok, mình sẽ dùng cái này để mình hôn. Mình rối vừa cái gương đó mọi người. À, cái này mình dùng của Skinlab á, trời ơi. Cái này mình dùng của Skinlab nha. Cái chắc là mọi người lấy giờ cũng thấy nè. Úi giời. Và khi mọi người chà cái này thì mọi người cũng chà cho nó bong cái da chết ở trên môi ra. Xong rồi mọi người sẽ lấy cái miếng bông tẩy trang mà đã thấm nước rồi mọi người lau đi cho nó sạch. Nhưng mà đừng có chà mạnh quá tét môi nha mọi người. Và ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu chung chung về cho các bạn thấy về những cái đồ skincare của mình. Đây là toàn bộ cái tủ skincare của mình. Và đây là 4 sản phẩm mà mình sử dụng hàng ngày. Thì lát nữa mình dùng cái nào thì mình sẽ nói rõ hơn về cái đó, để cho mọi người hiểu rõ cũng như là xem là nó có phù hợp với cái da mình không, để mọi người có thể chọn cái tốt nhất để sử dụng cho cái gương mặt của mọi người nha. Mình mới nói tới gì rồi? À, và đầu tiên mình sẽ dùng toner làm sạch cái da của mình. Đây là 2 chai toner mà mình sử dụng. Một chai là của Havana, chai này là
Tên là hoa hồng, còn chai này là của Nine Wishes, chiết xuất từ gạo đó mọi người. Nói chung là hai cái dòng này á, thì cái nào cũng có khả năng làm sạch cái da mặt của mình và cân bằng HB. Nhưng mà cái dòng Nine Wishes này á, thì nó còn có thêm một cái nữa là làm sáng da nha mọi người. À, nhưng mà còn một cái nữa, theo như mình xài á, thì mình thấy cái chai này nó nhẹ hơn cái chai này nha. Cái chai hoa hồng của Havana này cực kỳ nặng luôn nha. Và mình nghĩ là da bạn nào mà nó hơi nhạy cảm thì nên xài cái này hơn là xài cái của Havana. Tại vì cái của Havana nó nặng thiệt. Và mình xài thì mình cũng thấy là mình thích xài cái của Nine Wishes hơn. Mình thích xài cái tông nồi của Nine Wishes hơn. Mà cái nào cũng thơm hết nha mọi người. Mình thấy cái nào cũng thơm á, cái này nó thơm gạo cực luôn. À mà giống như là cái video này á, tất cả mọi thứ nó làm về gạo luôn á. Sắp lấy nữa mình, tại vì một xíu nữa mình có chuẩn bị mặt nạ gạo. Không hiểu sao nó có thể trùng hợp như vậy. Mình không suy nghĩ trước không mọi người. Giờ mình lấy ra mình mới thấy trời sao đồ skin care của mình nhiều gạo thế. Mà gạo cũng tốt mà. Nó không bao giờ như bữa nữa nè mọi người. Về đây. Đây là cái mà sẽ oh my god rồi xong. Ủa? Tâm Phi ở ngoài hả? Ủa? Tâm Phi ở ngoài hả? Không. Ủa? Chết rồi mọi người ơi. Thì cũng như mọi người thấy đó, cái mặt nạ của mình đã bị mình làm hỏng rồi mọi người ơi. Cái mặt nạ này là cái mặt nạ lộn mà không biết sao mình bỏ vô trong tủ lạnh xong cái đó đông lại rồi giờ làm sao mà mình đắp lên mặt của mình. Thế là giờ mình phải đi pha lại cái mới. Trời ơi, Minh Thi ơi là Minh Thi. Mình chán mình thiệt luôn á mọi người, không biết sao có cái chuyện vậy mà cũng làm không xong nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình sẵn tiện đây mình sẽ nói cho mọi người nghe nha. Thì cái này mình sẽ bỏ 3 muỗng bột gạo và xong rồi thêm cái nước, nhưng mà nhớ là nước lọc nha mọi người, đừng có lấy nước mông tên nha. Và mọi người quậy quậy lên khi nào mà nó sánh lại như vậy là ok đó mọi người. Và bây giờ thì mình bắt đầu bôi cái hỗn hợp này lên mặt mình thôi. Mọi người đừng ai ngu ngốc giống mình nhé. Oh no, sao nó nhiều. Minh Thi ơi là Minh Thi. Trời ơi. Mình chưa có đầu tư cho mình cái màu quét quét ở trên mặt đó mọi người. Là mình xài cái muỗng. Nhưng mà mình cũng thích xài cái muỗng. Tại vì từ trước giờ mình toàn xài cái muỗng thôi. Mình thấy cái cây quét quét kia hồi trước mình cũng có xài á. Mình quét không quen á, cái nó không đều, bị lôi lỗ. Mình không biết mình xài cái muỗng nó có đều không, nhưng mà mình thích xài cái muỗng thôi. Mình thấy nó mát mát luôn. Thì cái mát thì cái nào mà nó không mát? Do cái mặt nạ của mình nó có mát hay không thôi. Nói gì cho mình thấy. Thì mọi người phải tản nó ra nhanh nha mọi người, chứ không là nó khô lại á. Cái này nó sẽ khô lại. Để cho mọi người lột. Mình sẽ chế trên đây nữa. Mình kể chuyện cho mọi người nghe. Trong khi mình đang chiết cái mặt nạ này, mình với Diệt Thi á mọi người. Mình với Diệt Thi là kiểu chị em trong gia đình, mọi người cũng biết đó, kiểu chị em ai mà không đánh lộn đúng không. Ai cũng phải có những cái giai đoạn mà cãi lộn, đánh lộn á. Nhưng mà mình với Diệt Thi tụi mình cãi lộn và đánh lộn rất có giờ có giấc nha mọi người. Tụi mình không bao giờ cãi lộn và đánh lộn mà không có một tí tổ chức và không có giờ giấc. Tụi mình rất là tuân thủ quy luật do tụi mình tự đặt ra. Tụi mình chỉ cãi lộn thì lúc nào tức lên thì cãi, nhưng mà đánh lộn thì chỉ có 6 giờ từ ngưỡng cửa, từ 6 giờ tới 7 giờ sáng nha mọi người. Qua giờ đó là không đánh nữa nha. Mọi người không biết đâu, nhiều khi á buổi tối tụi mình cãi nhau cực to luôn, kiểu giận nhau mà cãi nhau cực lớn luôn á, nhưng mà vẫn không đánh lộn nha mọi người. Mà buổi sáng chỉ cần một hai câu thôi là quất nhau liền luôn á. Mình cũng không biết sao nữa. Có cái tâm lý học nào giải thích được hiện tượng này không mọi người? Mình khó hiểu. Đó thì mình chỉ muốn kể mọi người nghe vậy thôi, chứ mình cũng không biết nói gì nữa chứ. Mình không biết kiểu cái này nó bán ở đâu á mọi người. Ví dụ như ai có bán thì, nếu như mà ai có bán thì nhớ thì mọi người cứ comment ở dưới cho các bạn nào cần thì mua nha. Mình mệt lắm mọi người, mình giờ mình đâu thèm nói nữa đâu. Nè tao nói tao không cắt ra rồi đừng hỏi sao khóc nha.
kêu khùng thì tự ái. Mệt lắm mọi người. Ok xong rồi nè mọi người, và bây giờ mình sẽ nằm, mình đợi từ 15 tới 20 phút để cho cái này nó khô rồi mình lột ra. Mình quá mệt cái phòng mình rồi. Ok. Mình bảo là không có được kiệu, mình cười để cho cái mặt nạ nó khô để mình lột ra mà nói gì nè. Hello. Và cuối cùng thì mẹ cũng chịu ngồi im skincare nhưng mà vẫn không quên chọc ghẹo trên cái khuôn mặt của mình nha mọi người. Cái này nó khô cho mọi người. Trời ơi, mình muốn giết tôi rồi. Và ok, mình nghĩ là cái mặt nạ này nó cũng đã khô rồi và bây giờ mình sẽ tháo nó ra thôi. Mọi người ơi, mình nói cho mọi người nghe, cái con mực á, cái con chó mà đen đen mà trong cái clip hồi trước mình nói á, hồi chiều nay á, tự nhiên nó đang nằm ở trong nhà mình á, xong rồi cái chủ nó qua mọi người, chủ nó bắt nó về, chủ nó lôi đầu nó về, cái nó kêu ử, nó đòi về nhà mình nó mà không được, tại vì con chó nó đâu phải của mình đâu, rồi mình đang buồn á. Xong rồi cái giờ chủ nó đóng cái chuồng nhốt nó bỏ luôn, nó không được qua nhà mình luôn á mọi người, buồn quá à. Mà giờ phải chịu thôi, tại vì nó đâu phải của mình đâu. Ok, và tiếp tục thôi nha mọi người ơi. Mình nghĩ là nếu như mà mọi người có mặt nạ giấy thì mọi người nên đắp bà nó cái mặt nạ giấy lên. Mặc dù đắp cái này thích thiệt á, kiểu mọi người tháo ra cái là mọi người cảm giác được cái sự căng bóng mà nó mịn nữa. Nhưng mà nó cực quá mọi người ơi. Mọi người biết gì không, mình chọn cái mặt nạ, một là mặt nạ lột như này, hai là mặt nạ giấy á mọi người. Mình không thích đắp mặt nạ mà mình không thích đắp mặt nạ đất sét là thứ nhất nè. Mình không thích đắp mấy cái mặt nạ mà kiểu đắp xong mặt nạ sét tốt lắm đó bà. Nó tốt nhưng mà ý là mình không có thích cái mà đắp xong rồi phải đi rửa. Chào. Yeah, xong rồi, trời ơi, mừng quá. Và xong rồi thì qua phần tiếp theo thôi mọi người ơi. Trời ơi, cái mặt nạ này nó làm tốn thời gian của mình quá. Tiếp theo mình sử dụng đó chính là serum của Havana. Và cái serum này theo như mình được biết thì nó sẽ trị được tất cả các loại mụn. Ví dụ như mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn các kiểu đó thì nó sẽ trị được hết. Và nó còn hỗ trợ làm trắng da nữa nha mọi người. Đó là cái ưu điểm của chai Havana này. Nhưng mà còn một cái nhược điểm là mọi người chỉ nên lấy lượng vừa đủ và xoa đều trên khuôn mặt của mọi người. Không nên lấy quá nhiều vì nó sẽ gây cực kỳ cay mắt nha mọi người. Và khi mọi người sử dụng xong thì nó sẽ không có mịn liền mà nó sẽ rít và mọi người phải đợi nó thấm hoàn toàn vào da của mọi người thì nó mới mịn lại được. Nhưng mà nó thấm cực kỳ nhanh luôn nên mọi người yên tâm. Và khi mà đã xoa đều rồi thì mọi người nhớ ịn cho nó thấm hết vào da nha mọi người. Và mọi người nhìn nè, trời ơi, bình thường thì nó không sao, tới lúc mà mình làm skin care cái nó nổi quá trời hồng mụn lên. Còn cái này thì không phải mụn mà hồi nãy mình cào cái mặt nạ ra xong rồi cái nó bị chóc da, nó chảy máu luôn. Trời ơi, mình chán mình thiệt luôn á. Xong rồi mọi người nhớ quạt cho khô nha mọi người. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu với mọi người cũng là của Nywishit luôn. Thì cái dòng này là kem dưỡng cấp ẩm và làm sáng da từ sâu bên trong. Thì như lúc đầu mình cũng đã giới thiệu với mọi người thì cái này nó làm từ gạo và ngoài chiết xuất từ gạo thì nó còn có chứa niacinamide. Cái này nó là thành phần làm sáng da theo cơ chế an toàn, làm giảm sự hình thành các sắc tố melanin gây xỉn màu, thâm nám trên cái da của mình. Thì đó, nhờ vậy nên là nó sẽ giúp cải thiện cái tông da của mình sáng hơn. Và ngoài ra dòng này còn có chứa cái chiết xuất từ thực vật cực kỳ giàu dinh dưỡng cho da luôn nha. Với cả cái dạng kem dưỡng này thì nó đặc hơn cái serum hồi nãy nên là mọi người sẽ lấy nhiều hơn cái serum hồi nãy một tí để nó có thể thoa đều ra hết tất cả các ngóc ngách trên khuôn mặt của mình nha mọi người ơi. Xong rồi mình bày cho mọi người cái này nữa nè, mà mình không biết có hiệu quả không nữa. Mỗi lần á mà mình skin care là mình hay ấy cái mũi mình lên cho nó cao vậy nè mọi người. Nghe cái mũi của mình nó có hai cái hốc xương á, mọi người gờ vô là mọi người cảm nhận được rồi. Xong cái mọi người nghe cái chỗ đó mọi người đẩy lên cho nó cao á. Mình không biết nó có cao thiệt không nữa, nhưng mà lúc nào mình cũng làm vậy hết trơn á, với một cái niềm tin là mũi mình sẽ cao thiệt á.
mọi người. Thì mình bài mọi người vậy thôi chứ mình không biết có hiệu quả thì không nữa. Và ok, bây giờ mình cũng xong rồi và nhớ đóng cái hộp này lại để ngày mai xài tiếp nha mọi người ơi. Và đó là những bước skincare chính của mình. Còn đây là những bước skincare phụ của mình, thì mình gọi nó là skincare phụ vì mình có thể bỏ qua một số cái, không phải là bỏ qua hết nha mọi người. Ví dụ như trong cái clip này mình sử dụng đến 3 dòng son dưỡng trong một cái môi của mình, nhưng mà qua ngày mai thì mình chỉ dùng một cái, hai cái kiểu vậy. Và cái dòng đầu tiên mình dùng đó chính là cái hộp màu hồng hồng của cái gì đó mà tự nhiên cái chị hai mình đánh mình cái mình quên mất cái nhãn hàng đó tên gì luôn rồi mọi người. Mình sẽ viết lại trên màn hình cho mọi người coi nha. Trời má ơi, chị hai đánh mình lọt cái con gấu trên đầu mình luôn rồi mọi người. Và tiếp theo là dòng son dưỡng mà ngày nào mình cũng xài và mình thấy nó cực kỳ hiệu quả luôn, đó chính là dòng DHC mà Việt Thi đã tặng mình khi mà mẹ đi Nhật về. Khi mà bạn dùng cái son này á thì sáng á cái da môi của bạn sẽ mềm lại, mấy bạn có thể bóc nó ra được luôn á. Và ngoài cái dòng này ra thì mình còn recommend cho mọi người cái Vaseline nha mọi người. Và cái lớp cuối cùng trên cái môi của mình là cái mà ngày nào mình cũng xài, mình nghĩ là mọi người cũng nên sắm cho mọi người cái này, tại vì đây là một dòng trị thâm cực kỳ hiệu quả của Skin Lab, mà hình như cái này nó làm từ bưởi hay sao mọi người, nó thơm bưởi lắm luôn đó. Một dòng sản phẩm vừa thơm vừa hiệu quả thì ngại gì mà không sắm. Ngoài trét cái này lên môi thì mọi người còn có thể trét nó lên cái quầng thâm mắt cho nó đỡ thâm mắt, và thâm chỗ nào thì trét chỗ đó cũng ok. Và khi để chi trét nó lên đúng chỗ mọi người cần rồi thì nhớ tản nó ra để nó phát huy hiệu lực nha mọi người, chứ để nó một cục vậy thì mình không đảm bảo được hiệu lực của nó đâu nha. Ok, và cuối cùng một sản phẩm cực kỳ thần thánh đây, ta-da, vẫn lại là một sản phẩm của Evenlight. Thì cái này là dưỡng mi á mọi người, cái này dưỡng cũng cực kỳ thần thánh luôn nha mọi người. Chỉ cần dưỡng tầm một tuần đến 2 tuần là mọi người sẽ thấy được cái mi của mọi người nó dài hẳn ra luôn á, nhất là mi dưới á mọi người. Ok, và check cả hai bên và check luôn mi dưới nha mọi người, đừng để mi dưới bị cu đơn nhé. Vuốt bên kia xong rồi thì nhớ vuốt luôn bên này nha. Và cả mi dưới nữa nè. Mi này của mình dưỡng được tầm 1 năm rồi đó mọi người. Và đó là tất cả các bước mà mình skin care và cũng như là sản phẩm mà mình dùng, mọi người cân nhắc khi mà sử dụng nha. Nếu bạn nào da thường giống như mình thì những sản phẩm này rất tốt cho mọi người, nhưng nếu mà là da nhạy cảm hoặc là những cái loại da khác thì mọi người nên cân nhắc, tại vì rất có thể sản phẩm thì sẽ phù hợp với da này nhưng sẽ không phù hợp với da khác, nên là mọi người cân nhắc trước nhé. Dạ ok, như vậy cũng đã xong màn skin care buổi tối của mình rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. À, và mình quên dặn mọi người là để có một làn da cực kỳ đẹp, cực kỳ căng bóng mà không có một hột mụn, thì ngoài skin care ra mọi người còn phải uống đủ nước. À, và tất cả những sản phẩm mình xài mình sẽ để link ở dưới cho mọi người, bạn nào cần thì mua nha. Má ơi, xong rồi uống nước mới chơi hết. Và đừng quên ăn rau và trái cây hàng ngày nhé. Đánh răng trong đi ăn xoài. Lấy vô chút miệng lại. Bye bye mọi người.